Hàng Nội Địa Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đặc biệt giới thiệu các bạn con Panasonic BCH750. Thì con này phải gọi là hàng cực hiếm luôn, bởi vì chắc cũng vài năm rồi mới gặp được một con mặc chung về hàng đẹp, chạy tốt, full tính năng. Hiếm là tại vì nó là một con viền trung có kích thước lớn. Cái thứ hai đó là một cái số cũng khá là lớn, 750. Được trang bị hệ thống loa nghe nhạc 3 đường tiếng cộng thêm một cái đường phụ. Khi các bạn bật qua chế độ âm thanh vòm surround thì nó sẽ đây, bật cái loa này lên. Và không những vậy, nó còn có thể điều chỉnh theo cái góc độ, thay đổi góc độ nữa nè. Đó. Một cái bass là một cái bass 18 luôn các bạn nha. Thùng loa lớn, chiều cao là 42. Cả bộ mà các bạn đặt cân đối như vậy á, 4 thớt chồng cao lên nhau thì 73 cm. Còn các bạn để hai thớt đưa ngang qua để mà trưng bày theo kiểu bài ngang nó rộng ra thì sẽ có kích thước là 1 mét, đúng luôn 1 mét luôn các bạn nha. Mỗi thớt này là 27 cm, một kích thước chuẩn của cái dàn trung. Và đây lưới loa đầy đủ. Con này các bạn thấy loa nó thiết kế độc đáo thì phải có một cái lưới đi cùng, nó cũng phải đáp ứng được cái sự độc đáo này. Đấy các bạn thấy không, rất là cầu kỳ. Cái lỗ thông hơi thì nằm mặt dưới và miệng mở rất là rộng. Rồi để mình bật máy lên, các bạn nghe tóm tắt cái phần thông số trước khi vào cái phần giá thành và cái phần âm thanh các bạn nhé. Rồi đây, để mình gắn cái dây nguồn vô nè, con này dây nguồn rời đây. Và tặng kèm cho các bạn dây nhợi đầy đủ ha các bạn. Con này có một cái hệ thống loa đây, một dây và hai dây. Dây này để dành riêng cho cái surround này. Đó, giống như một cái siêu trép hỗ trợ nha. Đó, và ngay cả về chiều sâu con này nó cũng có một kích thước chiều sâu bằng với máy luôn. Mặt trước của chúng ta là một cái mặt phay nhôm vân xước ngang. Và nó có một màu xám xanh chứ không phải là một màu đen, không phải màu đen cũng không phải màu xám. Các bạn nhìn rõ ở ngoài sẽ thấy nó có một ánh màu xanh lên nha. Mặt nhôm nhưng không phải mặt nhựa nha. Nắp bằng nhôm màu đen, tản nhiệt tốt nè. Thùng loa thì bao lớn rồi, nó vừa cao vừa có rộng và vừa sâu về phía sau. Đây, equalizer âm ly và có FM Full Đài Việt Nam 108 ở đây luôn nè. Đây band 108 MHz, màn hình còn sáng rõ nha. Rồi ở bên dưới này là phần CD đang đọc 10 bài nè, đĩa chép luôn. Rồi cassette cũng đang hoạt động. Con này kèm cho các bạn một cái điều khiển học, chỉnh được những tính năng cơ bản, đặc biệt là tắt nguồn và âm lượng để mà ngồi xa nó tiện đó. Tính năng đó thì nó dễ. Rồi ở đây chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về phần equalizer, bởi vì con này có cái tính năng nhiều, cái phần tinh chỉnh trên equalizer cũng như là có chế độ đây micro karaoke đó, chỉnh mic nè, âm lượng của micro và nó bật một số chế độ âm thanh. Đây bây giờ mình đi cái thứ nhất là equalizer. Đây một số chế độ equalizer cài đặt sẵn. Đấy, nó có hiển thị cái dải tầng ở đây cho các bạn dễ hình dung, dễ nắm được cái phần âm thanh. Rồi còn ở đây là cái số này, nó hiển thị tới 11 dải tầng lận nha, 11 dải lận, rất là chi tiết. Cao nhất là 16 kHz và sâu nhất là 63 Hz. Rồi ở bên cạnh đó chúng ta có một cái nút ở đây là nút V bass, tăng bass trep lên rất là nhiều, giống như lao nét trên amply lớn. Rồi cộng thêm equalizer. Rồi đây là hai cái chế độ nghe nhạc chính của các bạn. Và chế độ tiếp theo đó là chế độ Void Mute, có nghĩa là các bạn tắt tiếng. Nó rất là hay nha, nó lọc cái phần âm thanh nhạc lên. Rồi nó giảm cái phần trung âm để các bạn chuyển qua chế độ karaoke. Khi đó cái giọng hát của các bạn nó sẽ ăn hơn, nó giảm bớt cái phần trung âm ở đây xuống. Còn tiếp tục với cái đây, surround nè, SF. Chúng ta có những chế độ giả lập như là disco. Chế độ surround này là chế độ vừa nghe nhạc vừa xem phim, chứ không phải là chỉ là xem phim các bạn nha. Đây, chế độ nghe nhạc disco nè. Rồi trap, theater là xem phim. Rồi hội trường nè. Rồi trực tiếp hoặc là sống động. Bên cạnh đó, nếu bạn đang chỉnh cái này đúng không, các bạn có thể tăng giảm cái cường độ của cái độ vang. Các bạn giảm lại cái cường độ vang sẽ giảm lại. Còn cái này 10 nè, mức 10 nè, còn cao hơn nữa thì nó vang vần vần dần 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 lên. Thì ở đây, đó, lúc này nó đã mở cái loa này lên rồi. Và các bạn có thể giảm cái chế độ này lại, giảm cái độ vang lại. Thì nó sử dụng, lúc này các bạn sẽ sử dụng loa như một hệ thống loa 4 đường tiếng luôn. Đó, những cái tính năng chính mà mình
Xin báo giá luôn cái con này ngày hôm nay nha, Panasonic CH750 với mức giá là 5.200.000. Ngoại hình đẹp, chạy full tính năng và đây là một dòng cực hiếm luôn. Giá thành đã kèm cho các bạn một cái điều khiển học, dây nhợi ở phía sau đầy đủ để các bạn kết nối, trong đó có dây AUX loại tốt này. Đây, dây này khá là dài nha, 1m8. Và các bạn có thể đầu tư cho mình một hộp Bluetooth 150.000 để mà tăng cường tính năng Bluetooth 5.0 rất là tiện ha. Và có USB ở phía sau đây. Còn nếu các bạn có thể muốn kết nối TV theo cái hình thức là cổng quang, để bổ trợ cái cổng quang gắn TV thì chúng ta có một hộp Bluetooth này. Loại này loại 300. Hai cái tín hiệu Bluetooth thì cũng như nhau thôi các bạn, nhưng mà con này có thêm cổng quang và cái hình thức ngoại hình nó bằng nhôm. Cổng quang nha, thì các bạn trên TV xuống. Nếu TV của các bạn có cổng analog thì các bạn vẫn có thể sử dụng analog là cổng 3.5 này nè. Đó, còn các bạn không có cổng analog, các bạn có thể sử dụng cổng quang thì phải thông qua hộp này. Rồi. Còn cổng analog thì các bạn trực tiếp vào trong cái đầu máy luôn, không cần phải thông qua thiết bị nào cả. Nhưng mà có cái hộp này thì cũng tiện, vừa chơi Bluetooth vừa có cổng quang TV. Rồi. Đây là dò đài ha. Đó, mình thử cái tiếng tè tè thôi. Rồi chúng ta chơi nhạc trữ tình trước đi. Con này chơi nhạc mạnh thì bao cho các bạn luôn, đánh cực kỳ khỏe, cực kỳ sướng và bass rất là sâu giống như âm trầm của cục súp này. Một, hai, ba, bốn. Cho đĩa CD. Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa xinh tím khi còn tóc vui vai. Mấy lúc sông pha ngoài chân tuyến ai hẹn. Rồi mình nói lại là mình đang bật chế độ V bass, có nghĩa là tăng bass treble lên hình chữ V tối đa. Cộng thêm chế độ đây, chế độ line nè, chế độ bật lên cái hệ thống loa này lên, và mình đang giảm cái cường độ vang của nó xuống thấp nhất nên nó đi đường thẳng luôn, và các bạn cảm nhận âm treble cực kỳ sáng luôn và bass đánh cực mạnh luôn. Con này nó hay ở chế độ á, là nó bật cái chế độ này line, chế độ surround này lên nhưng vẫn cộng thêm cái V bass được. Có một số dàn đời thấp hơn con này thì mình đã thử, có nghĩa là khi các bạn bật qua chế độ surround này, nó tắt hết tất cả chế độ âm thanh về nghe nhạc, nó chỉ bật đúng một chế độ surround thôi, có nghĩa là con chip xử lý của nó chỉ tới đó thôi. Còn con này nó được sử dụng là con chip DSP của nó pro hơn, nó cao cấp hơn, thì các bạn bật chế độ surround rồi cộng thêm V-Bass nữa, đó khá là dễ cho các bạn tinh chỉnh cả về nghe nhạc và xem phim cũng như là xem cái chương trình thể thao, xem TV, bên cạnh đó là nghe nhạc theo kiểu âm thanh nó hơi vang nhẹ và bật bốn loa lên cùng một lúc. Nhưng mà các bạn cảm nhận ở trên cái clip của mình đó, hiện tại mình đang quay như vậy thì các bạn sẽ không cảm nhận được rõ ràng đâu. Bởi vì chế độ surround này, hay cái loa kia này kìa, hay cái loa này nè. Đó, các bạn thấy hai loa hai bên ha. Nó đang hướng một cái góc rất là xa. Thì nó sẽ đưa ra vòng cái âm thanh nó ra về phía sau của các bạn, đi từ phía sau lên á. Các bạn ngồi ở ngoài các bạn mới cảm nhận được rõ cái độ vang, cái độ mở rộng cái không gian của cái chế độ này. Còn các bạn nghe qua cái điện thoại thì các bạn không cảm nhận rõ ràng về cái không gian đâu. Nó chỉ thay đổi một chút về âm thanh thôi. Còn về cái không gian nghe á, các bạn ngồi giữa các bạn sẽ cảm nhận nó rất là sướng. Rồi bây giờ chúng ta tắt cái chế độ này đi nha. Tắt đi. Chuyển qua chế độ equalizer bình thường. Và các bạn có thể giảm, tăng giảm cái cường độ bằng cái nút này. Nút phận này là rất là tiện ha. Đó, và chỉnh chi tiết nữa nè. Chỉnh user 1. Các bạn có 5 cái user. User là người dùng á. 1,
2, 3, 4, 5 các bạn cài đặt cái sở thích của mình, cái equalizer theo cái sở thích. Đó. Đó, cài đặt equalizer theo sở thích rồi. Rồi chúng ta chỉnh là nó sẽ lưu lại theo cái user của chúng ta là cái người dùng á. Còn hiện tại thì các bạn có thể bấm nút này nhanh, equalizer nhanh nè. Đó, nhiều chế độ nhanh là các bạn chỉnh để cho nó tăng giảm theo cái cường độ mà các bạn mong muốn thôi. Đó các bạn thấy không? Một cái dòng đời cao sử dụng con chip âm thanh nó cao hơn và cái equalizer của nó cũng mạnh mẽ hơn và cực kỳ chi tiết. Và đây là đĩa CD, đĩa chép thôi. Con này chút nữa bật nhạc mạnh lên thì các bạn nghe tiếng bass nó đập bất ngờ luôn ha. Còn bây giờ chúng ta kết nối Bluetooth đi. Bây giờ mình sẽ mở nhạc mạnh trước đi, rồi sẽ chuyển qua guitar rumba sau. Cộng kết nối. Và chúng ta sẽ thông qua cái hộp Bluetooth các bạn nha. Hộp Bluetooth BT200, con này loại 150. Còn loại 300 thì các bạn sẽ có thêm cái cổng quang trên tivi số. Còn nếu tivi của các bạn có cổng analog rồi thì cũng không cần nữa. À mà nói nãy giờ còn một cái phần thông số mà mình quên đề cập, đó chính là cái cặp loa chúng ta. Mỗi loa này là 110W, tổng hết luôn 4 loa là 110W và make in Japan toàn bộ 4 thớt cho tới loa các bạn nha, make in Japan. Đó, một cái dòng này á, những cái dòng đời thấp hơn là đa phần là mặt bằng nhựa nha. Con này được trang bị mặt nhôm, phay nhôm nữa nên nhìn cũng khá là sang và khá là bền bỉ. Màu sắc thì nó giữ còn được ok. Cái bass sâu nè, dải bass sâu nè, múc dây nè, nó rung chuyển luôn các bạn ơi. Đánh rung đồ hết rồi. Các bạn nên đeo cái tai phone mà mới nghe được cái âm này bạn ơi. Nó rất là sâu. Đánh lên nhìn đã ha các bạn. Đó, cái tập trung ở cái giải bass nhiều không? Cái bài nhạc này nè, nhạc điện tử. Rồi, tới phần siêu trap của chúng ta phát huy sở trường của nó. Rồi qua một đoạn nhanh nha. Rồi, cũng
cũng khá là nhiều thể loại nhạc, và tính năng của nó thì tập trung nhiều ở cái phần chơi cổng AUX này thông qua hộp Bluetooth, và các bạn có thể kết nối trực tiếp bằng dây AUX này với TV, với máy tính. Còn cái phần hộp Bluetooth này chúng ta chơi điện thoại, và các bạn có thể thông qua tín hiệu cổng quang nữa, các bạn có thể đầu tư 300 cho cái hộp Bluetooth bên tay trái, hộp nhôm để mà chơi cổng quang. Còn đây là cách chúng ta bố trí theo kiểu bề ngang, mở rộng với 1 mét bề ngang đó. Con này thì chắc cũng sẽ bay nhanh thôi. Thật sự nó có đầy đủ tính năng, ngoại hình đẹp, công suất lớn, made in Japan, và có một hệ thống loa thì cũng khá là cầu kỳ, mà những cái dòng đời thấp hơn của Bana và ngay cả những cái thương hiệu khác của những hãng nội địa Nhật khác cũng không được trang bị. Từ những cái dòng MD99 đổ lên của Sony thì mới có trang bị những hệ thống loa phức tạp như vậy ha, đổ lên nha các bạn. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình, hãy nhanh tay tậu một cái con để chơi được nhiều thể loại nhạc, để chơi được cả karaoke, và có một cái kích thước lớn, một cái công suất lớn, chơi được ở nhiều cái không gian khác nhau. Nếu cái phòng nhỏ gọn chúng ta mở âm lượng vừa phải, còn những cái phòng lớn hơn như phòng khách thoáng thì chúng ta có thể con này đáp ứng âm lượng được tốt nha. Còn phòng khách chung cư thì miễn bàn, phòng trọ, ký túc xá, vân vân. Các bạn nhớ bấm like cho mình nếu cảm thấy thích video này, với mức giá 5.200.000 thôi ha, kèm điều khiển học cho các bạn, và các bạn có thể đầu tư thêm hộp Bluetooth như mình đã nói báo giá, và dây nhợi thì mình có tặng kèm. Con này cũng chưa bao gồm phí ship code các bạn ha. Nói chung là nhanh tay thì có thể thương lượng xíu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình. Các bạn hãy vào website hangnoidianhiet.com, YouTube, TikTok, Zalo, Facebook, website này nọ, đã đầy đủ những phần cho các bạn tìm hiểu.